Wow, đẹp quá không? Ồ, dưới đây nó nhìn cái cảng nhìn đã không? Wow, GTR màu titan quá đẹp luôn các bạn ơi. Ồ, bộ thắng của carbon ceramic nè, thắng xứ carbon nha các bạn. Đó thì cái điểm mà nhận diện mà cái thắng xứ carbon này là cái con heo của nó là sơn màu vàng, có chữ AMG luôn. Và khi đứng gần hơn thì các bạn sẽ thấy là cái đĩa này nó sẽ rất là khác so với những cái đĩa thông thường. Nó nhìn nó giống như là sứ các bạn thấy không? Nó không có bóng. Cái đĩa này nó khá là giống như là sứ này, các bạn thấy nó giống như nó bị răng vậy đấy. Wow, đẹp quá nè. Bây giờ sẽ bắt đầu nổ máy lên nghe cái tiếng bô. Phê không? Ồ, cái này nó phải kê lên á, các bạn thấy không? Phải kê cái miếng gỗ lên, không thôi là nó sẽ bị là đụng cái đầu xe, bởi vì cái cản xe nó rất là thấp. Wow, quá đẹp. Wow. Cái phiên bản mà GTR này so với lại cái GTS trước đây đã về Việt Nam rồi các bạn, thì thực sự cái GTR là cái phiên bản cao nhất trong cái dòng xe City. Đó, nhưng các bạn thấy không, về cái phần đầu xe, về những cái phần option, những cái mâm xe nó rất là khác so với cái xe GTS luôn, nó quá là đẹp luôn á. Ok, bây giờ Di sẽ tiến vào trong cái phần nội thất cho các bạn xem. Cái màu sơn titan này quá đẹp các bạn. Ồ, ở đây nó có một cái chi tiết chỗ này nhìn ngầu ghê không. Wow, vô lăng của nó nhìn ngầu ghê không. Ủa sao bật cái cốp lên rồi. Wow, cái màu xám này nhìn bên ngoài đẹp hơn trong hình rất là nhiều các bạn. Nhìn nó giống như là cái chiếc máy bay mà của Tổng thống Mỹ đi á, cái màu titan mờ rất là ngầu ha. À, một cái điểm mà rất là khác so với cái chiếc CTS đó là cái phần bô xe bây giờ được đưa vào ở giữa và cái hình đa giác nó rất là ngầu luôn. Thì nó rất là giống với những cái dòng xe như là Lamborghini này nọ các bạn. Đó, rất là giống luôn. Đó, cái bô xe được đưa về giữa rồi. À, phía sau thì các bạn thấy rồi, vì đây là cái dòng GTR, đây là cái phiên bản coi như là R, ở đây là chữ Gray á, nó là phiên bản dành cho đường đua luôn. Cho nên là các bạn sẽ thấy là nó được hầu như là thiết kế rất là khí động học so với là cái xe GTS trước đây. Đó, mọi người ai cũng tới xem không? Ồ, cái CTA này thì nó sử dụng cái lớp trước là 275/35R19 và cái lớp sẽ là lớp Michelin. Mâm 19 inch thì D
đi ở Việt Nam mình nó ổn hơn các bạn. Mặc dù là đối với cái chiếc xe thể thao như thế này á, thì có thể trang bị lên mâm 20 hoặc là 21 thì nhìn nó rất là ngầu, nhưng mà theo Duy nghĩ thì 19 inch thì nó khá là ok rồi. Tại vì ở Việt Nam mình mà đi những cái mâm nó quá to thì nó sẽ rất là cực. Ồ, đây có chi tiết là V8 bị turbo ha. Chỗ này nhìn rất là đẹp luôn. Chỗ này thì là cái chỗ mà để mà thoát khí nè. Đây, các bạn sẽ thấy là cái luồng không khí á, nó đi sẽ đi vào hốc bánh xe ở đây và nó sẽ đi ra ở chỗ này. À, rất là hay ha. Cái phần nội thất này á, nhìn nó rất là ngầu luôn. Các bạn thấy cái khu vực này nè. À, cái phần mà khu vực điều khiển trung tâm á, nhìn rất là giống trên máy bay phản lực luôn ha. Ở trên đây nó có những cái nút bấm nữa nè. Đó. Cái nút màu vàng đó Duy không biết là cái gì luôn. Trên cái dòng CTS thì nó sẽ không có cái nút màu vàng đó, nhưng mà CTR này thì lại có. Nó có cái chữ là TC và có cái hình là cái bánh xe. Thì cái này Duy không biết là cái gì, nó có chữ nút on off luôn. Ok anh Quang, cho em ngồi ké cái nha anh Quang. Không nha, đu. Đầu tiên chị xe này bắt gì? Khi mà ngồi cái ghế này nó đã ghê đó, cái ghế này nó mỏng lắm các bạn, mà ngồi nó lọt vô trong luôn. Đã không anh Quang? Đã. Số này nó nằm. Anh Quang là sướng nhất cái là anh Quang là xe gì anh Quang cũng được lái hết các bạn. Vô được từ lại chừng nó quẹt cái mỏ đó. Gì thì không được lái cái xe này đâu. Ủa anh Quang chạy lên showroom luôn hả? Ừ, đã. Cửa hở gì rồi. Ồ, mặc dù là CTR nhưng mà ở đây là được trang bị cái loa boom master luôn. Những cái khu vực này các bạn, nó là một cái nút mà bằng giống như là có màn hình lên á, chứ nó không phải là những cái nút bấm cơ thông thường nữa. Nó có đèn trên đây nè, nhìn rất là đẹp. Mặc dù phím bấm cơ các bạn bấm vô xuống nó sẽ là đó, bấm lên bấm xuống ok, nhưng mà nó sẽ có cái màn hình ở đây. Nó sẽ rất là khác so với những cái dòng xe Mercedes-Benz luôn. Hồi hộp không anh Quang? Nóng quá anh Quang. Bấm kiến xuống. Chắc là lên vô bằng đầu á anh Thảo ơi. Chắc đầu xe đi lên trước anh Quang. Anh Quang cho đầu xe vô á, giống như chiếc CTS hồi xưa á. Nó đưa cái đầu vô được hơn á. Ủa cái camera chỗ này sao ngộ vậy? Camera trước hả? Có bơm phuộc không? Có bơm phuộc. Chị xuống đây cho nhẹ xe bớt. Có đâu bà ơi, có chút xíu. Má quá. Đưa anh Thảo chạy kìa. Hồi hộp quá anh Thảo ơi. Lên đầu xe xéo anh Quang. Duy nghĩ cái nút màu vàng này nó sẽ sử dụng trên đường đua, nhưng mà nó là cái gì thì chắc là để Duy kiểm tra lại ha. Ở đây các bạn thấy nó có một cái logo của AMC được dập nổi trên cái miếng da cửa tay nè ha. Đó, đây là đặc trưng của những cái dòng xe AMC luôn. Chỉ những cái chiếc xe mà AMC thực thụ á thì các bạn sẽ thấy là ở khu vực cửa tay này lúc nào nó cũng có cái logo AMC. Và cái logo AMC các bạn sẽ thấy nè, ở đây nó có là hình một cái cây và một cái bích lông và chữ biểu của động cơ ha. Cái cây này đó các bạn, đó là cái là cây táo ha. Cây táo thì bởi vì nhà máy AMG á thì nằm ở trong một cái con đường mà xung quanh đó các bạn thì trồng rất là nhiều những cây táo, thì sự phát triển của AMG nó cùng với sự phát triển của những cây táo, cho nên là các bạn sẽ thấy là trên logo của AMG lúc nào cũng sẽ có cây táo như thế này bên cạnh cái bích lông và cái biểu của động cơ đó. Thì nói tới những cái chiếc xe AMG á, thì các bạn hình dung nó là những cái cỗ máy rất là danh tiếng trên thế giới ha. Những cái cỗ máy mà ai cũng muốn được lái, cũng muốn là sở hữu cái chiếc xe của AMG đó.
chiếc xe nó khá là thấp, cho nên là khi mà đi lên cái dốc của showroom Minh Duy thì nó hơi cực khổ chút xíu đó. Thì anh Quang anh phải đi xéo và rất là cẩn thận luôn các bạn, bởi vì là cái xe này cái gì nó cũng đắt tiền hết ha. Để em xuống ngay. Okay, rồi, ok, từ từ thôi. Nửa đi. Ok, từ từ thôi, rồi ra đi. Ga luôn. Thẳng luôn. Không, được rồi. Ok. Ok. Vô lui rồi. Thử lần nữa không? Là chiếc xe nó dốc, nó dốc quá. Không, bây giờ chỉ có cách nè. Nhanh không? Giờ nó lên thì xong rồi nó đưa vô đây nè. Ta lỡ thấy được khu dịch vợ. Dạ. Cái đường đó, không vô được. Để là cái đầu là vô với trong rồi. Cái CTA này thì cái gầm nó sẽ thấp hơn so với cái CTS trước đây các bạn, bởi vì là cái cản AMG á các bạn sẽ thấy không? Đó, nhìn nó rất là gần dưới đất luôn. Cho nên là cái dốc của showroom này nó hơi cao, cho nên là đối với cái CTR này khi mà vào đây khó khăn ghê. Thì chắc là nhờ cái phương án là cho xe cứu hộ tới rồi để lên xe cứu hộ xong rồi thả xuống vô showroom luôn thì chắc là sử dụng cái phương án đó thôi. Những cái lưới tản nhiệt đặc trưng của AMG các bạn thấy không? Những cái dòng xe AMG nhìn ngầu ghê sợ. Ngầu dễ sợ luôn. Cái màu xám titan này quá đẹp luôn á. Quá tuyệt vời.